Trang sức vàng non hay còn gọi là trang sức vàng non tuổi được làm từ các loại vàng 10K. Lướt qua các shop online bán trang sức vàng non, không khó để thấy những lời mời chào mua các loại nhẫn, dây chuyền lắc tay làm từ vàng non rất đẹp. Giá của loại vàng non này cũng khá rẻ, chỉ từ vài trăm đến 1 triệu đồng. Đây là lời giới thiệu của một người bán vàng non trên mạng xã hội. Cái sợi dây này là pha chung với vàng, cũng như là vàng non đi. Rồi nó pha chung với lại vàng, cái hàm lượng đó là khoảng 50-50. Ví dụ như vàng 610 nó cũng chỉ có 64% là vàng thôi, còn lại 39% còn lại là kim loại. Theo các chuyên gia, hiện trên thị trường chỉ có loại vàng tỷ lệ thấp nhất là vàng 1 số 9 và vàng có giá trị cao nhất là 4 số 9, chính là vàng 24K. Bất kỳ sản phẩm vàng trang sức nào khi được bán ra cũng có giấy chứng thực chất lượng và giá trị vàng. Nếu không có thì đó không phải là vàng hoặc là vàng giả. Vàng thật và vàng giả thì thế nhưng mình mắt thường thì không thể nhận định được. Mình phải dùng máy quang phổ để đo. Trước tình trạng vàng thật giả lẫn lộn như hiện nay, nếu không phải chuyên gia rất có thể mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Chính vì thế, quý khán giả nên mua đồ trang sức vàng, hãy lựa chọn tại các cửa hàng uy tín. Đặc biệt khi mua cần yêu cầu cung cấp hóa đơn có số series của vàng hoặc chứng chỉ vàng. Trong trường hợp đã mua vàng nhưng chưa tin tưởng, quý vị có thể đến một số cơ sở kinh doanh uy tín để kiểm định chất lượng vàng.